Rồi Xuân Nhân xin chào cả nhà mình nha. Hiện bây giờ là Xuân Nhân đã liên lạc được với bạn Thanh và bắt đầu là cứu các bé nha cả nhà ha. Thì ở đây là nguyên một chuồng, cả nhà mình thấy cũng mười mấy hai chục bé gì đó. Bây giờ là Xuân Nhân hỏi thăm là để cứu các bé là đem về bạn Thanh là với giá là 110.000 trên một ký. Thì Xuân Nhân xin nói trong clip hôm nay ha, Xuân Nhân chưa có được mạnh thường quân mình chung tay ủng hộ về cứu các bé, giống như là Xuân Nhân không còn giữ độc lòng mạnh thường quỷ hết. Nhưng mà hôm nay thì cả nhà mình thấy nếu mà mình không cứu các bé thì quả nhiên là các bé này bất hạnh và hầu như là không có sự công bằng. Tại vì là các bé chó đã được là cả nhà mình cứu hết, giống như là chị Phùng Nguyễn Cúc và anh Mr. Út đã cứu. Thì còn các bé mèo thì không lẽ giờ để lại các bé chấp nhận số phận sao. Thì Xuân Nhân vô tình thì có một em trai đến cũng là muốn ngỏ ý cứu các bé. Thì Xuân Nhân mới hỏi là có chỗ nuôi cứu các bé không, thì bạn này nói là có, bạn Thanh nuôi như vậy đó. Thì Xuân Nhân đã điện thoại qua bạn Thanh được. Bây giờ bạn Thanh sẽ nhận nuôi cứu các bé ha cả nhà ha. Em trai né né cho anh ghi hình xíu. Dạ rồi. Thì sẽ được là đùm bọc của các bé ha. Thì Xuân Nhân xin quyết định là dùng số tiền riêng của Xuân Nhân để Xuân Nhân tiên phong của các bé trước. Rồi mong cả quý mạnh thường quân mình trong và ngoài nước cũng thương Xuân Nhân là hỗ trợ phụ lại cùng với Xuân Nhân ha. Tại vì các bé ở đây rất là nhiều nha cả nhà mình. Thì sau khi mà Xuân Nhân đã giao cảm về rồi thì cả nhà mình biết Xuân Nhân vừa hết tiền vừa mang nợ, mà bây giờ gặp tình hình này nữa thì Xuân Nhân không có chấp nhận cũng như là bỏ qua các bé rất là tội nghiệp. Thì Xuân Nhân dang rộng vòng tay và bạn Thanh cũng dang rộng vòng tay của các bé, mong cả nhà mình cũng chung tay lại với cùng Xuân Nhân và bạn Thanh nuôi các bé với ha. Về cái vấn đề ở trạm bạn Thanh thì Xuân Nhân chưa biết đến, mà Xuân Nhân có gọi điện cho bạn Thanh mới vừa xong. Thì bạn Thanh cho Xuân Nhân biết rằng là chở các bé đến đi rồi sẽ thấy các bé. Nhưng mà hình như là các bạn Thanh này ngại cái chuyện ghi hình hết nha cả nhà ha. Xuân Nhân chưa có nắm rõ được, nếu như bạn tới mà bạn Thanh này cho mình ghi hình á thì Xuân Nhân sẽ ghi hình lại các bé ha và đăng lên cho cả nhà mình xem. Còn nếu như mà bạn Thanh ngại ghi hình thì Xuân Nhân chỉ ghi hình các bé thôi, mà Xuân Nhân sẽ không ghi hình chủ ha. Dẫu sao thì chăng nữa thì các bé là trước mắt là được cứu cho cả nhà mình. Nó thì giờ đang quá trình bắt các bé bỏ vô bội để cân ha. Mời cả nhà mình theo dõi cân các bé còn bao nhiêu ký nha cả nhà mình. Anh có thể đếm vừa bắt vừa đếm thì mình bao nhiêu con luôn nha. Vừa bắt vừa đếm thì mình có bao nhiêu bé luôn. Cả nhà mình thấy không? Đây. Nhân thì không dám la lớn là sao vậy? Rồi 17 bé mèo hết tổng cộng nha cả nhà mình. Rất là tội. Mỗi một đứa có một cái hoàn cảnh, cả nhà mình không biết đâu, hồi nãy Xuân Nhân ra tới là đang có một bé đã được nuôi xong. Xuân Nhân sợ quay những phút đó cả nhà mình thấy cả nhà mình khóc và Xuân Nhân cảm lực á. Chứ còn Xuân Nhân ra tới là có một bé vừa bị thiêu xong nha cả nhà mình. Đang quay luôn á. Đang quay các bé luôn, đậu lông. Rồi, hai bao mèo 17 con. Xuân Nhân quan sát kỹ và đã được vô bao hết nha cả nhà mình nha. Đây, vô bao hết, còn cái chuồng hồi trước là tống rồi ha. Bây giờ bắt đầu là cân nha cả nhà mình nha. Xây cái cân lại vô cái mặt hồ vô đây cho em quay cái chị. Tối quá không thấy đâu. Thấy mà mờ cả nhà mình.
Khoan, tối qua không thấy. Rồi đây là cái rổ không rồi đã 3 kg. 3 kg ha cả nhà ha. Bạn cái đồng hồ nó mờ quá. Rồi 32 kg. 32 kg còn 29 kg. 32 trừ 3 còn 29. Rồi cái này thì là 28 kg rưỡi, 28 kg đi. 28 trừ 3 còn 25. 25 với 29. 25 với 25 là 50 là 54 kg. Đúng không? 25 với 29 là 54 kg. 54 kg. Rồi nhân cho 101 kg hả? Là bằng bao nhiêu tiền? Nhân giùm coi bằng bao nhiêu tiền. 5 triệu mấy? 5 triệu 940. 5 triệu 940. Rồi có tiền xe chở đi là sao? Tiền xe anh trả. Bên đây hỗ trợ tiền xe cái cho vui đi. Bây giờ như này anh đưa em 6 triệu, còn bao nhiêu tiền xe em trả? 5 triệu 940 thì em 6 triệu. Xe đưa có 60 nghìn nữa. Có 40 nghìn à? 60. 60. Còn bao nhiêu tiền xe em trả? Ôi, như vậy cũng như mình trả rồi. Cái 60.000 anh. Rồi, ok. Rồi. Coi như là bây giờ là tiền các bé không là đã 5.940.000. Rồi xuống nhà, mình đưa luôn 6 triệu thì cả bên bán này người ta chịu tiền xe trở lại cho bạn Thanh đó cả nhà. Bây giờ mời cả nhà mình cùng theo dõi cùng với Xuân Nhân đi lại bạn Thanh như thế nào ha. Xuân Nhân cũng chưa cho bạn Thanh này luôn. Bây giờ Xuân Nhân trả tiền trước cái đó. Nhận tiền rất là vui vẻ cả nhà ha. Rồi anh đếm lại đúng 6 triệu giùm mình đúng không? Đúng 6 triệu đúng không? Rồi, như vậy là siêu nhân đã thanh toán đủ tiền các bé mèo là 17 bé gồm bằng 6 triệu ha cả nhà ha. Thì bây giờ là mình trở qua bằng Thanh, mong cả nhà mình cũng chung tay phụ lại với siêu nhân ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chị Cúc ơi, thì trong cái quá trình mà chở mười mấy bé ở đây là đi về trạm Bạn Như Quyên rồi, thì em ở đây em cứu tất cả các bé mèo đưa về bạn Thanh, thì trong cái khoảng thời gian em chờ cứu các bé mèo á, có người tới đem tới bán một bé nữa nè cả nhà, là chị nè, 1 triệu. Bây giờ bán người ta bao nhiêu, người ta mua bao nhiêu thì em không biết, giờ bây giờ là người ta kêu em hỏi người ta thì người ta kêu bán lại mình 1 triệu. Thì bây giờ là không lẽ giờ mình bỏ lại bé này, thì bé này nè chị nè, chị nhìn nè, bé này là có gì, có cọng dây xích trong cổ rất là đẹp kìa, bé này là bé bị bắt trộm rồi nè, mà bây giờ còn bỏ trong bao vậy đó, mà bây giờ là xe mèo đã được lên xe đi nè, bây giờ em quyết định đột ngột chút xíu chị ha, thay mặt chị nha, bây giờ em quyết định là cứu bé này luôn cho chị ha, mong chị đừng có la em nha. Em xin chị là 1 triệu ha, cứu luôn bé nha, chứ giờ là mình đưa tất cả các bé đi, giờ để lại một bé là rất là tội nghiệp nha chị nha. Rồi mong cả nhà mình cũng hiểu được cái tấm lòng của Xuân Nhân và chị Cúc cũng hiểu rồi ha. Rồi bây giờ là cứu luôn bé đó 1 triệu, đồng ý rồi. 4401 đấy, chở thêm con này nữa. Anh chị có số điện thoại của ông Tùng đó không? Có đúng không? Bây giờ là mình nhớ mặt bé này ha, rồi ngày mai là rồi là nói Tùng chở thì em cho anh này chở lên. Được, bao nhiêu nguyên luôn đúng không? Rồi. Em cho anh Lộc này chở lên luôn. Không biết siêu nhân còn đủ tiền không? Rút giùm 1 triệu. 2 tờ. Đó, 2 tờ đó chị ha. Đó, 1 triệu. Siêu nhân tại nhiều tiền quá rồi, siêu nhân chưa rút thôi. Quá trời nhiều tiền. Nó giỡn cả nhà mình cái một tay cầm máy, một tay không có quay phim được. Rồi như vậy là bây giờ là em thay mặt chị Cúc cứu luôn bé này nha chị nha. Chị nói với bạn nhân viên luôn hả chị ha. Em sẽ
nhắn với bạn Như Nguyên là quay trở lên cứu 5 bé kia rồi đón con bé này nha. 54 kg mèo bằng 17 bé đã đến nhà của bạn Thanh cả nhà ha. Thì Xuân Nhân nói chuyện sơ với bạn Thanh trong cuộc điện thoại ngắn thôi. Thì Xuân Nhân được biết là bạn Thanh không có cho mình ghi hình, không biết như thế lý do nào đó. Bạn Thanh nói là anh tới đây rồi em sẽ nói chuyện cùng với anh. Thì bây giờ là nếu như bạn Thanh đồng ý thì là mình để luôn. Còn nếu như bạn Xuân Nhân sẽ ghi hình các bé cho cả nhà mình xem ha. Còn bạn Thanh không đồng ý thì là mong cả nhà mình thông cảm. Xuân Nhân chỉ ghi hình các bé thôi nha. Rồi, bây giờ Xuân Nhân đã đến chỗ. Xuân Nhân trước mắt là chưa biết là bạn Thanh này là có cho phép mình ghi hình hay không. Thì bây giờ là Xuân Nhân chỉ thấy là một cái tình thương của bạn Thanh dành cho các bé đó khá lớn. Xuân Nhân đã đưa các bé vô ha. Rồi Xuân Nhân sẽ hỏi thăm coi bạn Thanh này có đồng ý, đồng ý ghi hình hay không. Rồi câu chuyện nó như thế nào là Xuân Nhân sẽ tìm hiểu và nói cho cả nhà mình nghe ha. Bây giờ là các bé mèo sẽ được đưa vô. Trời ơi, rất là rộng, rất là sạch luôn cả nhà mình ơi. Ngưỡng mộ vô cùng luôn. Trời ơi, nhiều lắm luôn á. Trời ơi, cả nhà mình coi nè, sạch sẽ mà rất là đông các bé luôn. Wow. Trời ơi, đông các bé lắm, sạch sẽ lắm nha cả nhà nha. Rất là rộng luôn. Rồi Xuân Nhân xây vòng 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 cho cả nhà mình xem ha. Chào đón bạn mới nè. Chào móng, trời ơi nhiều. Chà, đây là một cái máy ấm, phải đi là một cái máy ấm rất là lý tưởng nhưng mà ẩn mình nha cả nhà ha. Đây là phải nói như là một cái tình thương rất là lớn. Hầu như là chưa ai biết đến thì không đúng đâu, thì Xuân Nhân nghĩ là có Xuân Nhân không biết, nhưng mà phần đông là cả nhà mình đã không biết, tại vì bây giờ Xuân Nhân mà người không biết là cả nhà mình cũng đều không biết. Một máy ấm rất là đẹp, rất là lý tưởng, nhưng mà đây là máy ấm bí ẩn nha cả nhà nha. Có kinh đồ cả nhà nghe không? Có kinh đồ cho các bé nghe nữa nè. Trời ơi đông lắm. Để Xuân Nhân cho các bé ra rồi Xuân Nhân sẽ tâm sự với bạn Thanh, hỏi lý do nào mà cô mang các bé như đông như vậy rồi mà không có cho mình ghi hình, hay là cái hoàn cảnh nào hay là như thế nào đó ha cả nhà ha. Rồi anh cứ mở ra cho tụi nó ra đi. Có sự cách ly gì không? Đẩy cái mũ nào? Tức như là mấy con trong đây là cho ra ngoài. Bên đây nữa nè cả nhà mình. Trời ơi sạch sẽ cơ, nhà mình coi nè, niệm ghế đồ cát, đồ ngủ, nằm ngủ cát rồi không nha, ăn hạt rồi không nè, cát ăn hạt cả nhà mình coi nè. Đây là cái sự tình cờ, Xuân Nhân vô tình cờ luôn nha, vừa cứu xong rồi bắt đầu là đưa đi tình cờ luôn, không có sự báo trước mà dọn dẹp đồ đó, không có cái vụ mà đóng phim trong đây nha cả nhà mình nha. Rất là ngưỡng mộ. Còn đây là cách ly ha, đây là kêu là cái phòng cách ly. Cả nhà mình thấy không, được là nằm cát hết, có nghĩa là người mẹ này là Xuân Nhân nhìn thấy trước mắt là có lẽ là có một cái nguồn kinh phí tạm ổn mới nuôi được các bé như vậy, vừa sạch sẽ vừa ăn hạt mà vừa là ỉ trong cát. Khoan, để mình đứng ngoài cửa nha, để nó tuôn ra là mắc cách ly à. Rồi trời ơi, vậy tính ba những mấy đứa này nó quá có phước luôn rồi, phải chứ là quá có phước luôn á, vừa sạch sẽ thoáng mát rộng rãi ị cát ăn hạt. Trời ơi quá có phước. Kềm hả? Kẽm à, mình dặn ra thôi. Vậy sẽ sổ bao kia trước đi, để nó ngợp. Mười bảy bé nha em ha. Kêu mình bằng chú, mà thật sự ra nãy Xuân Nhân cùng với bạn Thanh này cũng nói chuyện qua, nhưng mà không biết là cái tuổi của mình có làm chú được hay không. Rồi xưng hô sau đi cả nhà mình ha.
Vô 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 vô. Không có kịp đâu hả? Đâu kêu người kia của ngoài đâu? Gãy rồi. Con chết rồi, vậy sao mở được? Con giúp không? Xe con giúp không? Đây còn sơ sơ quá, quá chặt dữ. Là hỏi đi đâu nghe đâu? Là hỏi đi có kịp không? Đâu có nghe đâu? Không có kịp thì lấy con giúp ra cái gì nại ra cũng được. Trời ơi, một cái máy ấm bí ẩn nhưng mà rất là đông các bé, rất là sạch sẽ. Hầu như là nhìn vô là các bé phải chứ là quá hạnh phúc luôn. Quá bí ẩn luôn cả nhà mình. Nhà mình coi nè. Giống như là cái biệt thự vậy, cái nhà mình, cái khu nhà lớn vậy đó. Giống như một cái biệt thự lớn dữ lắm luôn. Trèo cái gì? Chỗ đó con ra mà con trèo, được cứu rồi. Các bé này tính là may mắn, siêu nhân ra tay rồi, đầu tiên của siêu nhân được may mắn quá, cả nhà mình ơi, mừng ghê luôn. Mười bảy bé, mỗi bao 9 bé. Ra con. Rồi, được cứu mà vô về nhà giàu ở chứ, vô biệt thự ở luôn mới ghê chứ. Đúng may mắn luôn á. Trời ơi. Sao con đứng dậy đi được không? Hay con bị liệt. Bé này yếu rồi nè. Hả? Nhé. Nhé hả? Đứng dậy không? Đứng dậy coi. Đứng dậy. Bé này sao ta? Bình thường cả nhà mình đi được. Ốm quá ốm rồi. Thôi không có trèo nè, không có phá nè. Quảng à, cái bé nó quảng á. Này, một bữa hai bữa là quen thôi cả nhà ha. Rồi như vậy thì chủ nhân sẽ ra hỏi thăm bạn Thanh cả nhà ha. Thì trước mắt thì cả nhà mình thấy các bé quá may mắn, quá hạnh phúc, siêu nhân cũng bất ngờ luôn, quá bất ngờ luôn. Một cái máy ấm cua mang các bé mèo quá đông quá nhiều và hầu như là quá lý tưởng. Siêu nhân rất là ngưỡng mộ, hầu như là không ngờ đây có một cái máy ấm bí ẩn như vậy. Rồi mời cả nhà mình tìm hiểu câu chuyện giữa bạn Thanh cùng với siêu nhân cái hai cả nhà ha. Xin mời cả nhà mình nha. Siêu nhân quay sơ lại cái nữa cho nhà mình nhìn ha, cuộc sống hạnh phúc của các bé ha. Các nhà mình thấy không? Đúng cuộc sống hạnh phúc không? Quá lý tưởng. Xuống quá ha, nhìn cái gì? Xuống quá ha. Siêu nhân không biết là như thế nào, giờ trước mắt siêu nhân thấy gửi một cái niềm tin rất là lớn ở đây là cả nhà mình. Các bé quá hạnh phúc rồi. Tại vì quá rộng, cả nhà mình thấy lõn. Chứ ở đây là siêu nhân nhìn qua nhìn lại chứ còn 200 bé đó. Cỡ 200 bé có đó. Nó rộng quá, các bé lõn quá, trốn đồ ngõ ngách đồ tùm lum quá nhiều. Nhưng mà rộng lắm luôn. Bé này ho. Dạ đúng rồi đang điều trị nó, đang chịu
Trời ơi, đi cát không luôn ở nhà mình. Cả nhà mình biết là cát mắc tiền lắm chứ bộ. À, tự điều trị luôn hả? À, bệnh là điều trị luôn. Bác sĩ tại nhà luôn, nuôi riết là làm bác sĩ luôn. Cái này nếu mà con chạy là vô đây là nghe ho dữ lắm. À. Bây giờ vừa điều trị vừa hỏi thăm đi ha. Giờ vừa điều trị vừa hỏi thăm đi. Bây giờ là coi như là không quay người đúng không? Chỉ quay tiếng nói thôi đúng không? Rồi. À, bạn Thanh kêu là Xuân Nhân là đừng có quay mặt bạn Thanh ha. À, chỉ quay tiếng nói và coi như là trao đổi cho cả nhà mình nghe câu chuyện thôi. Coi như là ủa rồi bây giờ là cuối cùng là kêu bằng cái gì nè? Dạ chú kêu con thăm đi. Chú lớn con 10 mấy tuổi á. 14 15 tuổi vậy á. À vậy là thôi giờ là bằng anh thôi chứ bằng chú đâu có được. Dạ bằng anh cũng được. À, rồi ha. Rồi vậy thì bạn Thanh có thể cho cả nhà mình biết là mình ở đây mình nuôi các bé được bao lâu không? Giờ có tầm khoảng bao nhiêu bé không? Dạ cô mang các bé này hả? Tính ra là cũng khoảng 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ trên 7 năm. À. Dạ. Vậy là mà có cần sự giúp đỡ của cộng đồng gì không? Nói chung là em thì cần thì cũng cần nữa. Mà tại anh biết sao không? Trời. Tại vì anh biết sao, tại vì em là đi cho mèo hoang ăn nhiều chỗ lắm. À. Đi cho mèo hoang ăn nhiều lắm. Ừ. Mà em cũng hỗ trợ cho mấy cô đi cho mèo hoang ăn nữa. Ừ. Mấy cô lớn tuổi á. Rồi. Dạ. Rồi nói chung là nhiều khi á hỗ trợ nhiều quá thì chi phí nó lên quá nhiều đi. Ừ. Thành ra là anh bạn của em á là tài trợ cho em á. Ừ. Rồi anh tài trợ chi phí quá nhiều thì vì cái em thì lại tài trợ lại cho những cái cô cho mèo hoang. Anh hiểu. Rồi thành ra là chính vì chỗ đó chi phí nó lên cao quá, thành ra là em bị giống như là cũng đuối đúng không? Cũng mệt lắm. À, mệt. Cho nên là nói thẳng là em rất là cần hỗ trợ cá đó để em hỗ trợ lại cho mấy cô cho mèo hoang ăn nè. Tại vì em rất là cần cá luôn, em nói thật đó. À. Dạ. Nếu mà qua đây là anh quay lên đây em cũng mong mọi người có theo dõi được đó, thì mong mọi người giúp đỡ cho các bé mèo hoang đi. Còn các bé mèo nhà thì cũng được nuôi tử tế. À. Dạ. Em cần cá, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, dạ, như là dạ, là dạ. Cá gạo gì đó cho dạ. Các bé mèo ăn. Dạ. Mà mèo quang, còn dạ. Các bé mèo ở đây là tạm thời là đang ổn, thấy không? Ổn là dạ. Em cũng có một vài mạnh thường quân gì đó giúp đỡ em rồi, dạ. Em giúp đỡ lại những người cho mèo quang ăn, dạ, thành dạ. Ra là em bị đuối, đúng không? Dạ, dạ, đúng chứ rồi. Còn nếu mà em không giúp đỡ ngược lại thì là em không có đuối. Dạ, dạ. À như vậy rồi. Thì bây giờ như vậy thì bạn Thanh đã cho cả nhà mình biết là nuôi các bé. À, các bé ở đây thì khoảng bao nhiêu đứa em? Các bé hiện tại ở đây hả là 100 mấy hả? À, 100 mấy 200 gì đúng không? Đông lắm. Dạ, dạ. Không có kiếm được cho mình. Là cô mang được 7 năm rồi. Rồi dạ. Cái mặt bằng này là cái nhà này anh thấy rất là lớn, rất là dư thự. Là cái nhà này là của ai? Của em hay là? Của bạn em. Của bạn em hả? Là ở lâu dài luôn đúng không? Dạ. À. Ở mình ở trong thành phố dạ. Nữa là chó nó sủa. Dạ, dạ. Thành ra đó là ở đây người ta quyền dữ lắm rồi. Rồi hiểu. Sở dĩ mà em cưu mang các bé ngoài đây là kiểu như là em cũng gọi là vì thương quá rồi cho nên là cố gắng cưu mang thôi. Chứ nó thẳng ra là giờ đường cũng mệt lắm luôn rồi đó. À, em anh làm ơn anh mở cái máy nhỏ lại chút xíu giùm chút xíu anh. À, có nghĩa là bạn Thanh cho mình biết là bạn sẵn sàng cưu mang các bé nhưng mà bạn thương các bé lắm, nhưng mà có một cái là bạn ở đây là một cái địa chỉ là ngay trung tâm thành phố, đâm ra là muốn sự yên tĩnh không có bị thưa kiện thì cái đó là quá hợp lý và quá đúng luôn cả nhà mình. Thì Xuân Nhân nghĩ là các bé đó là bé chó mà Xuân Nhân cần bạn Thanh cứu thì không có duyên. Thật sự ra mình ép bạn Thanh là vô một cái đường như là khó xử. Yeah. Cái nhà mình cũng biết là các bé chó thì nó ồn chứ không phải như bé mèo. Yeah. Quá nó hay. Nó sủa ầm ầm gì đó. Cho nên là nói chung là các bé mèo gì chứ nó yên tĩnh. Ừ. Dạ. Không có
thấy. Dạ. Bạn Thanh thì sợ ghi hình thấy trong cái lúc này hồi nãy siêu nhân là có ghi hình thấy được bạn Thanh xúc đỉnh thì một chút thì siêu nhân sẽ làm phim lại là khúc nào mà thấy bạn Thanh là cả nhà mình thấy cái đoạn phim mà nhán á là biết siêu nhân đã cắt bỏ những cái khúc thấy mặt bạn Thanh nha. Dù gì chăng nữa thì mình sẽ tôn trọng mà cái như là người là có cho mình ghi hình hay không chứ mình không được phép tự ý nha cả nhà mình ha. Nhưng siêu nhân dám khẳng định với cả nhà mình, siêu nhân đi bằng cách kinh nghiệm riêng của siêu nhân và siêu nhân đi nhiều trạm, siêu nhân khẳng định với cả nhà mình đây là một máy ấm dành cho mèo rất là lý tưởng. Siêu nhân chưa nhìn thấy bao giờ ha, chưa nhìn thấy chỗ nào mà rộng lớn sạch sẽ mà đủ hạnh phúc như chỗ này. Cả nhà mình thấy các bé ăn hạt vậy không nè, quá ngon quá sung sướng không, quá ngon quá sung sướng luôn. Còn cát để nè, cát nè nó, các bé đây là hạnh phúc thiệt. Bởi đâm ra đuối xin hỗ trợ là đúng rồi. Siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Bây giờ là để siêu nhân tâm sự sơ về cái máy ấm của bạn Thanh cái nhà, cả nhà mình nha. Thì siêu nhân sau một lúc siêu nhân ngừng quay, siêu nhân đã có sự riêng với bạn Thanh. Bây giờ là siêu nhân đã nắm được một cái số ý của bạn Thanh và công việc của bạn Thanh. Thì để siêu nhân xin trình bày ha. Bạn Thanh thì nó rất là cũng có một chút và coi như là ngại lên hình ảnh, nhưng mà về cái chuyện mà riêng tư thì mình không nên là đi sâu xa hơn. Nhưng mà mình thấy là theo như tầm mắt của siêu nhân nhìn đó là thấy các bé đây quá sung sướng, quá hạnh phúc, được nhà cửa rộng rãi ở, ăn hạt là ăn hạt xịn không, cơm thì cả nhà mình nhìn thấy rất là kỹ, cả nhà mình nhìn kỹ thấy toàn là cơm với cá không, hầu như là các bé đây quá sướng mà ăn còn dư nữa ha. Thì bạn Thanh cho mình biết đó là bạn Thanh cũng nuôi các bé đây là được là 7 năm rồi, ở đây là khoảng 100 mấy chục bé, gần 200 bé rồi đó. Nhưng mà bạn Thanh, cái phần quan trọng chính của bạn Thanh là bạn Thanh còn cho các bé mèo quang bên ngoài ăn, nên ra là bạn Thanh vì cái chỗ đó bạn Thanh một hẳn, bạn Thanh mới chịu ngồi quay phim cùng với siêu nhân, chứ còn nếu không thì bạn Thanh là không chịu. Lý do là bạn Thanh nói là em cũng có mạnh thường quân hỗ trợ về và lo cho các bé ở đây, nếu như mà em không có chia sẻ là những hoàn cảnh khó khăn và các bé mèo quang ăn thì em không có nhận sự hỗ trợ và em cũng sẽ là người không có lên ghi hình. Còn bây giờ là bạn Thanh nói là chia sẻ là nhiều và cho các bé mèo quang ăn rất là nhiều. Bạn Thanh còn nói với siêu nhân là bữa nào siêu nhân rảnh hoặc là đi cùng với bạn Thanh là cho các bé mèo quang bên ngoài ăn cho cả nhà mình xem lúc nào cũng được. Bạn Thanh là ngày nào cũng cho các bé mèo quang ăn khoảng tới 2 giờ đêm. Thì để bữa nào đó siêu nhân rảnh việc, siêu nhân sẽ đi đồng hành với bạn Thanh quay các bé mèo bên ngoài mèo quang á. Bạn Thanh cho các bé mèo quang ăn để cho cả nhà mình là tin tưởng như là chung tay cùng với bạn Thanh chăm lo các bé. Cái vấn đề khó ở đây á là bạn Thanh cũng cho siêu nhân biết là siêu nhân cũng thấy qua thì, nếu mà cứu được các bé, cho được các bé một cuộc sống tốt thì là được. Nhưng mà bạn Thanh lại là cho các bé một cuộc sống quá tốt luôn. Theo như là cái sự tình cờ siêu nhân xuống nha, là siêu nhân nói quá tốt là sao? Là vì siêu nhân nhìn thấy các bé rất là sạch sẽ và chỗ ở các bé rất là rộng, nhìn rất là nhiều phòng, ăn là hạt xịn, hạt ngon, cơm là cá nhiều, các bé sạch sẽ, ỷ là phải là ỷ trong cát luôn chứ không có là ỷ ở ngoài luôn, quá nhiều cát nhiều thao để, có nghĩa là cái kinh phí mà để lo các bé như vậy là rất là tốn kém. Siêu nhân nhìn thấy cái tiền cát mất lắm nha cái nhà mình nha, chứ phải rẻ nha, rồi tiền cát rồi tiền hạt bây giờ đó là theo em mua cái hạt này là khoảng 90.000 bao không? Dạ cái hạt này là em mua cho hạt khách ăn, cho ăn hạt khách ăn thì nó là em mua cái giá thì là mua già đi mua nhiều quá thì nó cũng tính giá tốt thì nó là 800 mấy ngàn, 800 mấy ngàn ba gì là 13.5 như vậy là em cho các bé mà quan ăn cũng bằng hạt có luôn. Dạ em cho ăn hạt có luôn, tại vì sẵn đây thì cho em nói. Em nói đi. Thì trước tiên đó là cho em gửi lời chào về đến mọi người rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã mắt theo dõi cái video này của em với anh ha. Thì em cũng muốn là như thế này là em
nha, siêu nhân thấy là bé này quá quá sướng, quá hạnh phúc, siêu nhân chỉ biết nói với cả nhà thì thôi. Rồi vậy thì em cho số điện thoại của em lên trên clip thì con có thể là mọi người có thể gọi điện trực tiếp đến em. Dạ, số điện thoại của mình đó là 0707 595 328. À, siêu nhân xin nhắc lại ha, 0707
598 đó là số điện thoại có Zalo, Facebook gì đó không? Dạ, có Facebook không? À, cái đó vậy thì có nhà mình cứ gọi điện thoại trực tiếp với bạn Thanh ha, chứ điện thoại chủ nhân vừa đọc, bạn Thanh vừa đọc ha. Mong cả nhà mình trong vòng vài phút nói chung là nghe tiếng gọi của chủ nhân cũng như là tin tưởng chủ nhân một phần nào đó, chủ nhân quan sát thì cả nhà mình ủng hộ cho bạn Thanh có một chút tư lý để cho bạn Thanh là cho con cái tốt hơn và chia sẻ lại những cái chỗ mà bạn Thanh quen biết đó, giống như là những người mà cho mèo quan ăn đồ đó rồi bạn Thanh cũng đi cho mèo quan ăn đó, nó cũng không tốt ha. Mặc dù mình không thể nào mình có cái về nhà mình được hết, nhưng mà một cách là hình thức là gián tiếp mình cũng là đến cho bé ăn hàng đêm, như vậy là cũng đủ ấm lòng và một phần nào đó cho các bé, để rồi ngày nào đó chủ nhân ráng cố gắng chủ nhân sẽ đi quay một cảnh ban đêm bạn Thanh cho các bé ăn trực tiếp cho cả nhà mình xem. Em còn muốn nhắn gửi gì không? Đúng rồi, nói chung là em đã lên đây thì em chấp nhận chuyện đó, nhưng mà qua đây thì em cho em nói đôi lời với mọi người là mong mọi người đó là mình có giống như là mình chưa có biết về cái con người đó họ như thế nào, thì mình có nên mà kiểu mình nghe người A người B nói về cái ví dụ như mọi người nghe người A người B nói về mình như thế đó thì đó, mà mọi người thật sự là chưa biết về mình thì mong là mọi người đừng có mà nghe theo về cái một phía rồi bắt đầu là ném đá mình, thì thật sự là mọi người bị tổn thương đó nha, đó là mình nhắc nhở mọi người nha. Thì qua đây mình nói luôn là cái sự hy sinh của mình mọi người chưa biết được đâu. Anh xin nhắn cái lòng nó hồi đó mà em hồi đó cái lòng mà em bán đi lo cho nó cái xe em bán đi lo cho nó bán đi lo cho nên là mọi người người ta cũng có hiểu, nhưng mà mình đăng mình xin tiền và xin đồ ăn cho nhỏ quá người ta cứ nói rồi sao mình cứ xin xỏ như kêu hoài mà người ta có biết được và cái sự hy sinh của mình như thế nào. Đây là em nói về em xin, còn những người cung quan có người khác là nói chung thì em biết là có những người không có những thành phần trục lợi thì khiến cho mọi người mắc đầu tin và cái điều đó là điều tất nhiên thôi, nhưng mà nói chung là những người cung quan thật sự là mọi người ta yêu thương thật sự, mình chưa có hiểu được thì cứ nên tốt chỗ người ta để mình biết rõ như thế nào. Nhưng mà mình đừng có mà kiểu như là mình chỉ nghe nói thôi rồi mình rồi mình ném đá người ta, thì có thật là các bé mày các bé chó là những đứa mà phải là chịu thiệt thòi nhiều nhất, tại vì các bé sẽ mất đi cái đồ ăn của mình, đúng không? Cho nên là còn những người của anh như em tụi em nó thì có ảnh hưởng gì đâu, thì em cũng ăn cơm ngày hai bữa cơm về này kia cũng có ảnh hưởng gì đâu, còn là tội nghiệp các bé thôi, nó không có hạt, không có cơm ăn đó là nó không có lắm tương rồi, đúng không? Đó thực ra là mong mọi người cũng nhẹ tay một xíu chứ đừng có mà kiểu như là nghe theo người này nói, người nghe theo người kia nói rồi dội vàng đánh giá người ta rồi ném đá người ta, thì quả thật là các bé thật sự mong mọi người xem xét lại. Đó là cái gì em nói, thật sự em cũng sợ lên em bị ném đá bị ném đá, cũng sợ lắm. Thì chủ nhân cũng đưa qua cho cái nhà mình các bé mà cứu từ lò mổ về thường đa phần là các bé bị nhiễm bệnh từ cái lò mổ ra, rồi từ những cái chỗ mà do giái mà ở chỗ những chỗ lò mổ á, phần đông chủ nhân cũng nói thẳng nói thiệt, phần đông là các bé đem về các bé vượt qua chỉ được là hơn đó là 50% thôi, nói gì mèo, còn các bé chó thì nói chung là mạnh mẽ hơn một chút xíu, mèo là hầu như là chỉ được 50% theo nguyên nhân được biết riêng là như vậy ha. Chứ còn mà cũng nhằm theo cái đợt mà người ta bẫy các bé bằng hình thức nào nữa, cái nhà nha có nhiều người ta bẫy dây, bẫy xích, bẫy đập hay là bẫy bằng thuốc, thì cái nhà mình nghĩ đi là thuốc mà đã đưa vô các bé rồi hay là về các bé ói mửa ra hay hoặc là sớm muộn thì người ta chỉ biết cách là làm sao để bắt được thôi, chứ người ta đâu có nghĩ là họ hậu quả bắt người ta bán mà cái nhà mình. Thì đâm ra là các bé mèo cũng hầu như là vượt qua cái giai đoạn đầu tiên nói chung là ít hơn các bé chó, đó là cái theo điều suy nghĩ mình biết ha. Thì 54 ký mèo hôm nay bằng 17 bé là chủ nhân đã gửi về cho bạn Thanh chăm lo các bé, các nhà thấy rồi ha. Là chủ nhân xin cả nhà mình cũng chung tay ủng hộ cho bạn Thanh có chút kinh phí như là để lo cho các bé, giống như là
đem cái bé về, cái bé bệnh là sức chùa là thuốc mà thang mà cái bé rồi ăn uống của bé nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì nếu mà được sự ủng hộ của cả nhà mình thì bữa nào đó chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ đến đây và trao lại cho Hồng Thanh và chúng ta sẽ ghi hình cho Hồng Thanh ở đây và cả nhà mình xem nha. Nếu mà chúng ta nhận được sự ủng hộ của nhà mình. Và vậy thì hôm nay cho anh gửi một lại bé đây nha. Thì cái việc mà các bé giống như là em nói trước với anh lúc đầu thì anh rất là hiểu. Thì các bé mèo mà nó ra đi nghe được lúc đầu nó rất là cao. Còn nữa hồi nãy cũng có một cái bé hơi yếu yếu á. Thì có thể là em chăm sóc được bé đó thì em nhìn gọi là nó không may mắn, nó không vượt qua được thôi. Nó cũng chết trong một cái vòng tay của mình. Không có được, không có bị mổ xẻ. Thôi thì clip hôm nay nó khá là dài rồi cả nhà hả. Siêu nhân cũng rất là mừng khi đã biết được một tin vui là có được một người yêu âm thầm lặng lẽ lo cho các bé ha. Thì siêu nhân ở như là thấy các bé đây là hạnh phúc và hầu như là biết được giống như là một cái trạm âm thầm cu mang các bé. Siêu nhân rất là vui, rất là mừng. Thì siêu nhân cũng xin cả nhà mình một lần nữa là xin cả nhà mình chung tay cùng với bạn Thanh chăm lo cho các bé nhé ha. Thì em còn muốn nói gì nữa không? Dạ từ hồi qua đây cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi cái đoạn video này của anh em. Rồi, thưa dạ. Chú Nhân xin tạm khép clip lại nha cả nhà ha. Tại vì clip hôm nay là quá dài, câu chuyện nó quá nhiều. Chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Dạ.